Tại vì mình đâu có biết chừng nào mình chết. Bạn có biết chừng nào mình chết không? Không. Biết đâu, nhiều khi là mai đùng cái nó chết. Mà nhiều khi 5, 10 năm, 2, 30 năm thì cứ sống hoài chứ. Ai đó 100 tuổi bạn đâu 100 tuổi, mình có bà cô sống tới 106 tuổi. Khi mình chết rồi mà mình không kịp trốn để cho đứa nào thì chấp nhận mất. Chấp nhận mất. Ê, nói trong ngày mai dưới nhà nó đậu. Có thể người ta sắp chết rồi nhưng mà đưa người ta ra khỏi chỗ đó người ta cũng rất là buồn. Hello, hai cha con của Cát Tường là gặp lại quý vị nữa nha. Cảm ơn quý vị là những cái tập trước thì Tường cũng luôn luôn nhận được rất là nhiều ý kiến của quý vị khán giả nên là rất là vui, nên đang là hào hứng sẽ có nhiều cái chủ đề hấp dẫn để chúng ta cùng nhau tranh cãi nhẹ nhẹ cho nó vui. Thì ngày hôm nay là cũng là một cái chủ đề đúng với cái là lứa tuổi của lão gia nhà Cát Tường, đó chính là người già thích cuộc sống như thế nào. Đây là giống những cái chủ đề khi mà Tường mời ai ngồi nói chuyện với Tường là Tường toàn kêu nêu chủ đề bất ngờ chứ Tường không có cho chuẩn bị trước. Tại vì nêu chủ đề bất ngờ thì thường người ta sẽ nói theo cái cảm xúc thật của mình ngay cái lúc đó hơn là mình báo trước là họ có sắp xếp nha quý vị nha. Cho nên là đó, cái chủ đề là uống miếng cà phê. Nữa lại uống miếng cà phê. Làm miếng cà phê xanh đi quý vị ơi. Tỉnh táo kháng mỡ nha. Rồi, bây giờ rồi ba nói trước đi. Bây giờ nói thiệt là mình giờ đó giờ nó giả không à. Mình phải suy nghĩ thoáng qua một cái nhưng mà cái này nó nằm thẳng trong người rồi. Thành ra suy nghĩ cái là ra liền là ở cái chỗ này nè. Cái cuộc đời của con người đó ai cũng nghĩ rằng là khi trẻ đó mình nghĩ rằng mình ôi cuộc đời nó vui, không có gì phải suy nghĩ, phải bận tâm, phải vân vân, cứ sống thoải mái, vui vẻ là tốt, lo làm việc, tận nhân lực làm đủ thứ, rồi có được cái gì thì tốt, không được thì thôi. Nhưng không ai ngờ thời gian nó qua lẹ, qua nhanh. Giống như tôi là coi như là, giống như bà là coi như mới nghĩ mình mới có 18, rồi 20, rồi 25. Mà bây giờ coi lại 70, cái chuyện đó nó rất là khủng khiếp. Khủng khiếp, thiệt. Hồi xưa nghe 5 năm, 3 năm nó to, giờ nghe 3, 40 năm giống như chuyện mới ngày hôm qua. Ngồi cứ nghĩ toàn là chuyện cách đây 40-50 năm trước không à, mà tưởng mới ngày hôm qua. Thì như vậy tuổi già nó sùng xuống nhanh tới nỗi con người ta không kịp suy nghĩ là bây giờ mình già rồi nè, mình phải sống như thế nào. Mới cách đây mấy năm á, mình còn đi làm việc, mình cảm thấy ôi mình không nghĩ tới, mình thấy mình sung quá, mình vui quá, mình vân vân và không nghĩ. Thì bây giờ tới lúc về nghỉ rồi, về vườn rồi, ngồi rảnh rỗi mới cảm thấy à cái gì cũng lo ôm. Đầu tiên là còn sung nha, là cái gì cũng lượm về để đó, cho cuộc sống cho nó vui, có công việc để làm, thích gì đó, không phải là cần tiền nữa. Tại vì già rồi nói thiệt cần đủ để sống thôi, ăn uống không bao nhiêu nhưng mà cần có công việc để làm cho nó vui. Nên chi cái gì cũng không dám dục, cái gì cũng nghĩ cái này quý nè, ngày xưa quý mấy đứa con cháu trong nhà nhiều khi nó thấy cái áo cũ của nó nói thôi ba ơi, thôi bố ơi, là coi như cho nó để nó làm cái khăn, để nó chùi nhà hay là để dậm chân vân vân, thì đều là la hết, nói không, cái này quý, không cho. Đó, tuy nhiên là khi mà tuổi già học tới thì có nhiều người, người con nó suy nghĩ rằng con cái nó có điều kiện thì muốn cho cha mẹ được hưởng phước. Nói thôi, trời ơi, ba cái đó mà còn cách gì nữa, mua đồ mới, bỏ. Cái kho trời ơi biết chừng nào mới xài cái kho bảo đó. Thì mới đầu mình còn cản hăng lắm không cho, nhưng mà rồi 1-2 năm thấy sức khỏe nó từ từ nó yếu đi thì mình mới suy nghĩ bây giờ mình yếu như vậy rồi, mình nhìn cái kho này mình cũng không xài được nữa, không làm được nữa, thì như vậy có thể phải cho nó bỏ thôi chứ sao vậy. Đầu tiên cho nó bỏ những thứ mà mình cảm thấy mình ít đụng nhất, nhưng rồi từ từ cho bỏ thật. Đó thì con cái này nó muốn rồi một hồi nữa tự nhiên nghe con cái nó phán 1-2 năm nữa yếu nữa chắc là phải đưa ba về ở với con, để chi, để con phụng dưỡng, để có trong nhà có con có cháu nó phụng dưỡng, còn ba là không làm gì hết, nó không cho mình đụng tay đụng chân nữa. Ôi buồn, khi đó mình phải suy nghĩ. Và bây giờ nè, cái suy nghĩ thực tế bây giờ 70 nè, nhưng mà may là nói thiệt có nhiều người 70 yếu hơn mình, cái 70 của mình còn đỡ. Nhưng mà mình suy nghĩ như vậy,
tất cả các người già mình nhắn nhủ lứa tuổi của mình cũng như văn văn là vậy. Sống thì dĩ nhiên là người ta nói là tính là không bao giờ thay đổi rồi, mỗi người. Thì do giờ mình nói cái chung chung đi, những người giống như là ham công tiếc việc, cái chung chung thì cố gắng là lúc xưa mình suy nghĩ sao về vấn đề là ăn tiêu xài cần kiệm thì bây giờ mình vẫn vậy đó. Và cái tiếp nữa, ai tốt là phải chuẩn bị cho cái tuổi 70 trở lên. Chuẩn bị như thế nào? Con cái có thể nó tốt lắm, nó vẫn chu cấp cho mình, không để mình thiếu thốn, vẫn chu cấp từ tiền bạc ăn uống cho tới các thứ. Nhưng mà mình cũng nên chuẩn bị cho cái tuổi đó, mình phải để dành một ít nào đó. Đó là nói như vậy đó. Ví dụ như bây giờ nó gửi cho mình, nó cho mình một tháng giả sử như là 5 triệu đi, nhưng mà tới cái tuổi này rồi mình 5 triệu chưa chắc mình đã xài, không phung phí. Mình cũng không muốn, mình nói tháng sau nó có 5 triệu nhưng mà mình cũng không phung phí, có nghĩa là mình xài 2-3 triệu mà thấy đủ thì vẫn còn để dành để chi, để có những lúc có chuyện gì mà xài, hoặc là mình thủ cho tới trong đầu cứ mơ hồ nó biết một ngày nào đó nó có thuận lợi để nó gửi tiền thì mình phải có, mình đừng có để cho nó phụ thuộc hoài. Và có những cái trường hợp mà mình thấy nói chuyện là trên báo, trên dư luận đồ vân vân, có những người con nó lại có khi lớn rồi nó đổi tính, không biết tại sao nó đối xử với cha mẹ không được ổn lắm. Tất nhiên có những người con về thì hay cự lự cha mẹ, rồi nói rằng là ăn rồi ngủ không là mệt quá, giống như một kẻ ăn bám. Nó có nhiều người con cũng về muốn đuổi cha mẹ ra khỏi nhà vân vân. Thì cái đó thì thôi, mình học miễn bàn. Cái trường hợp đó Bất hiếu, có nhiều. Đó, thành ra khuyên quý vị là đừng có thấy hôm nay mình có tiền, mình muốn xài sao xài thoải mái, cứ có là xài, không suy nghĩ trật. Thì coi như phải để dành một ít. Nhưng mà nhiều người ta nói là sống cái tuổi này rồi có nhiều xài đi, nhiều khi đột quỵ cái rất bất rất nhiều người nói vậy. Nhiều người nói với tôi vậy nè, trời ơi, bộ anh lột da sống hoài, ông lột da ông sống hoài, sao tự nhiên ông cắt tiền làm gì? Chứ có mang theo ông mang mốt ông chết mua cái hòm tiền to bỏ vô. Bây giờ cái gì cũng để dành rồi, mai mốt rồi không mang đi được đâu, thì mình mới suy nghĩ thôi kệ mình cười. Tại vì sao? Người ta nói thì cũng đúng, nhưng mà mình nghĩ không đúng. Tại vì mình đâu có biết chừng nào mình chết. Bạn có biết chừng nào mình chết không? Không. Biết đâu, nhiều khi là mai đùng cái nó chết. Mà nhiều khi 5, 10 năm, 2, 30 năm thì cứ sống hoài chứ. Đó. 100 tuổi bạn đâu? 100 tuổi, mình có bà cô sống tới 106 tuổi. Bình thường. Thì nếu như vậy thì sao? Thì khi đó mình cứ để tiền cũng đâu có bị kẹt gì đâu. Và lỡ như có chết thì cái số tiền đó chấp nhận, khi mình chết rồi mà mình không kịp trốn để cho đứa nào thì chấp nhận mất. Chấp nhận mất vì mình đâu có biết gì nữa đâu. Không có, bây giờ mình không kịp trốn cho đứa nào thì mình mất thì của con mình nó hưởng chứ đứa nào. Nhưng mà mình có nhiều người á chết mất là vì sao? Vì chưa kịp nói là ba có gửi chỗ đó chỗ kia không có. Chưa kịp tranh trốn là tiền để ở đâu. Nhiều khi chết bất đắc kỳ tử. Giấu kỹ đúng không? Giấu kỹ. Mà tuổi già nhiều khi lẩm cẩm đâu bẩm, biết không, hôm nay để đây và nghĩ rằng mình nhớ chỗ này nhưng mà nhiều khi một tháng sau quên mất. Tôi nghi lắm vậy, tôi nghi ông già tôi chắc có đào đất chỗ này giấu xuống nó mớ, xong mà đào cái chỗ bên kia giấu xuống một mớ. Nói trong ngày mai dưới nhà nó đào. Không, nhưng mà bây giờ mình nói lại là coi như mình nói nhắc lại một lần nữa là khi nào cũng phải cần kiệm, tuy là không hung phí, sống đủ cho mình thấy thoải mái, không phải khổ, đừng có khổ nhưng mà thoải mái vui vẻ sinh hoạt. Thì tìm có bạn già hay cái cảnh quê có vườn có tược để làm việc cho nó có vận động, giãn cơ giãn cốt. Sáng nhìn cái cây nó mới nhú lên cái mầm, cảm thấy cuộc đời nó vui, mình vui như vậy thì nó đã mang tới cho mình một cái sức sống gì đó mà mỗi buổi sáng mình nó vui. Và như tôi là coi như buổi sáng mở mắt ra là coi như 5 giờ, phải cầu cho trời sáng lắm, ngủ mà cứ mong rằng là mình nhìn ra cửa sổ thấy sáng là vui rồi. Tại vì sáng một cái là lập tức đi ra vườn một ly cà phê nha, ra vườn để ly cà phê đó, mà ly cà phê là ngộ lắm, uống nhiều khi một tiếng ngộ chưa xong, để là hớp một hớp
rồi ra tất cả các cái chỗ này trồng rau, chỗ này trồng mà hoa vân vân, là ngồi là săn sóc, rồi làm lục đục cho tới nhiều khi tới 9-10 giờ, mồ hôi một cái ướt đẫm áo, rồi vô, khi đó mới uống hết ly cà phê, vô nghỉ ngơi một chút cho người nó bình thường, nhiệt độ nó hạ xuống bình thường, tắm tắm xong sạch sẽ rồi là 10 giờ rưỡi khoảng đó đó. 10 giờ rưỡi thì ngoài trời nó nắng mới vô, chắc mình nếu không nắng chưa chắc vô đâu. Rồi 10 giờ rưỡi vô ngồi trong cái phòng làm việc, xung quanh cái phòng làm việc là cái kho, là toàn là máy hư vi tính, điện thoại là lấy ra, một là đọc báo trên điện thoại, hai là coi như sửa những cái máy đó, mà sửa để chơi thôi, sửa cho nó thỏa mãn, cho nó làm cho kích thích cái thần kinh của mình còn nhớ được cả cái đường dây rồi hàng dây này cái kia đó, vui đó. Nhưng mà đến khi không biết con cái nó có hiểu không, nhưng mà con cái nó nghĩ rằng ơi ông sống lưỡi tuổi gì buồn quá, đưa ông lên Sài Gòn chơi cho nó vui. Bây giờ những những cái đứa con mà bất hiếu mình không bàn đi, mình không bàn cái chuyện bất hiếu ở trong đây. Bây giờ có những cái đứa con có hiếu, nhưng mà những đứa con đó nó thành đạt ở một cái thành phố khác. Ví dụ như trường hợp như con đi, con thành đạt ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình có điều kiện, mình cũng mong muốn ba mẹ mình sống cho nó thoải mái đầy đủ. Ai mà là con có hiếu mà không muốn đưa ba mẹ mình đi đây đi đó chơi, ai không muốn là rước ba mẹ mình lên Sài Gòn. Nhưng mà mỗi lần rước ổng lên nó có một bữa hai bữa là ổng một hai ổng đòi đi về, mình tức chứ. Mình con có hiếu mà ổng cho mình cái cơ hội báo hiếu, mà không lẽ bây giờ tuổi mình đang còn đi làm, lẽ giờ mình bỏ Sài Gòn mình về quê mình sống để mình báo hiếu thì nó cũng không đúng. Vậy thì làm sao đó thì phải vậy. Cho nên bây giờ luôn tiện có cái vụ này, có một cái cuộc nói chuyện như vậy thì cũng nói luôn cho quý vị khán giả cũng như là coi như là cho con cái biết rằng con cái nghĩ như vậy rất đúng, con cái đúng. Nhưng mà đưa ông lên Sài Gòn, đưa người già đó đi tới một cái cảnh khác, một cái cảnh vui hơn, ăn uống sung sướng tới giờ, tôi tưởng tượng tôi lên đây nghe là sạch ngay có. Ông ơi mời ông xuống ăn cơm, tôi lọt tọt tôi ra đi ăn. Ăn xong rồi cái tôi lên, ăn xong rồi là hết việc rồi. Lên cái mơ chung vô vòng mới nằm mới đọc đó. Cái mình nhớ mình mới đọc đó mà. Ngày cấp mời ông xuống ăn cơm cứ ngày cấp 3-4 lần. Rồi chút cấp phải đưa vô ly nước cam, cấp đưa vô ly cà phê, sướng quá, hưởng phước nha. Nhưng mà cái đó đúng, con cái nghĩ vậy là hưởng phước. Nhưng mà cha mẹ, ông bà già thì không thấy. Tại vì tôi nằm đó, tôi nhớ nguyên cái khu vườn ở dưới quê của tôi, cây này nó như vậy nè, bây giờ không có mình nó sẽ chết nè, cái cây kia là ốc nó hay bò đó, nó ăn cái lá đó nè, mình chưa có kịp nè bắt ốc vân vân nè, ơi cái hồ cá không ai cho ăn nè, rớt nước mắt rồi vân vân đó. Đại khái nó nhiều chuyện lắm, nó nhiều chuyện lắm, và cuối cùng lại là như vậy. Cho nên là sức khỏe không có nè, buổi sáng á tự nhiên cứ nằm lên nằm xuống trong bốn bức tường đó, có máy lạnh có điều hòa sung sướng lắm. Nhưng mà nằm như vậy mà nằm một ngày hai ngày cảm thấy con người nó khỏe khoái, và chắc chắn thấy sao mà giống như tim nó cứ bị ép hoài, nó thở không được mà chứ thấy mệt lắm. Thấy không quý vị, đó đưa ổng lên, mỗi lần đưa lên nhà lên Sài Gòn chơi là chừng hả ba không được 3-7-4-9 thì 3 ngày, đúng 3 ngày thôi là đi về. Đó, nói bóng nói gió thôi, đi về ở đây mệt quá. Có hiếu thì thôi đưa cho ba mẹ đi về quê. Quý vị, vậy là thành ra đưa về quê thì mình không được chăm sóc, thành thử mình là đứa con bất hiếu. Không, nhưng mà tóm lại như vậy nè. Nói mình đi luôn về quê luôn thì nói vậy cũng sai. Tại vì ông bà già là vậy, muốn nhiều khi 1 tháng 2 tháng nhớ con nhớ cháu thăm 1-2 ngày đủ rồi, vừa vui. Con cháu nó còn trẻ, nó phải lo đi làm. Mình về quê mình có những công việc, nghĩa là làm từ sáng tới chiều mình cũng thấy vui, nó ở trong không vui, lâu lâu nói chuyện với nhau qua điện thoại cũng vui, nhưng mà thỉnh thoảng gặp nhau cũng vui. Có nghĩa là vui là sao, mỗi tháng hay là một khoảng thời gian nhất định nào đó cảm thấy là gặp nhau để vài ngày cho nó sung sướng, chứ rồi ngoài ra là không nên nghĩ rằng thương cha mẹ là đem cha mẹ mình về, rồi giống như cha mẹ nghĩ rằng bị nhốt trong bóng tường. Nhân cũng bị nhốt mà. Rồi, ok, đồng ý. Bây giờ nó có những cái trường hợp như thế này. Giờ thí dụ giờ bố 70 tuổi đi, nhưng mà lại giờ còn khỏe, cho nên là còn làm vườn, còn làm việc được. Ok, thì con cái nó cũng yên tâm. Ông già dưới quê ông có cuộc sống riêng của ông là ok. Rồi nhiều khi có ông có bà cũng ok. Nhưng mà thí dụ bây giờ trường hợp nè,
giờ tới 80 tuổi giờ đâu biết chừng nào chết đúng không? Được. Đâu biết đâu không, mà cũng chưa biết chừng nào khỏe. Nếu mà còn sống thì con nghĩ là ba tới 80 tuổi ba vẫn còn khỏe. Nếu mà ba vẫn sống không có bị một cái gì, cũng đột quỵ đột đồ mà với cái tình trạng đi làm vườn lao động như vậy thì đến 80 tuổi vẫn còn khỏe. Có thể như vậy đúng không? Đúng. Nhưng ví dụ đi, ví dụ bây giờ không khỏe đi, tuổi ba có bệnh ba không khỏe thì ba chọn như thế nào? Rủi như bây giờ ba không đi làm vườn, ba cũng ở dưới giường, ba ở dưới quê nhưng ba bệnh rồi ba cũng nằm một chỗ, thì ba có chịu lên đây nằm đúng, không? Đúng đúng đúng, tới hôm nay luôn. Cái suy nghĩ hôm nay thôi nghe, chứ 10 năm sau mình còn có thể là mơ hồ. Nhưng mà hôm nay đang suy nghĩ trong đầu như vậy. Tới 80 mà vẫn trời vẫn cho vẫn bình thường thì dĩ nhiên nó phải yếu hơn bây giờ. Đúng bây rồi. Giờ 10 thì lúc đó còn 7 đi. Rồi, à. Rồi thì sao? Có nghĩa là còn đi tới đi lui được rồi. Thì cũng vẫn thích như vậy, thích một cuộc sống là được ở quê, được ở một cái khung cảnh mà rất là hạnh phúc rồi, thân quen và muốn nhìn cái cây cái cỏ, tuy không làm được nhiều nữa nhưng mà nhổ cái cỏ cái cây đi xe lăn. Nhưng mà rồi lúc đó ai lo? Nhưng mà rồi lúc đó ai lo cho ba? Bởi vậy cho nên con cái thương cha mẹ và chính cha mẹ tự thương mình là phải để dành, phải có một ít tiền. Con thương cha mẹ lúc đó đưa một ít tiền một tháng, ví dụ như phụng dưỡng bao nhiêu đó, cha mẹ cũng còn dư bao nhiêu đó. Phải kiếm một cái người nào đó có thể là thuê trả công cho người ta cho nó, có thể là hậu hỷ người ta mới ở. Nhưng mà cái người già đó là phải thứ nhất là phải ôn hòa, đừng có khó chịu quá. Mình bắt phải tập cái tính ôn hòa tự để mà cho cái người ta chịu được, để người ta sống với mình và ta có cái tình cảm với mình, giống như thương mình như một ông chú, ông cha hay là một cái gì đó, thỉnh thoảng vẫn có trao đổi nói chuyện và được ra vườn. Nhưng mà cũng có những cái người con nhiều khi có gia đình, ví dụ như ba đi là ít con ít cái đi, có mình con với có thêm mình tèo đi. Nhưng mà có nhiều gia đình là có đông anh chị em. Nhưng mà rút cuộc rồi cũng không phân bố được, khi cha mẹ tuổi già trăm tuổi cũng không có được một cái người nào ở bên cạnh để chăm sóc, thì người ta nhìn vô người ta nói cái nhà đó bất nhìn vô phước, thấy vô phước, con năm sáu đứa mà không ai nuôi được cho ba mẹ. Bởi vậy cho nên đừng có nói nhiều con là có phước hoặc vô phước, đừng có bàn cái chuyện đây. Cái vấn đề nhiều khi một con mà có phước, mà nhiều khi năm sáu đứa con mà không có phước, tại vì nó so bì với nhau, cái cảnh đó là rất nhiều, mà cái người thân của mình là đã mình đã chứng kiến rất nhiều trong cái. Nhưng mà rồi ba phải hiểu cái tâm lý của người con mà. Tự nhiên bây giờ ba mẹ mình già rồi, ví dụ đi làm vườn được thì không nói làm gì, nhưng ba mẹ già mà nằm một chỗ hoặc đi xe lăn hoặc là ăn rồi là phải có người già lại thích có cái người bầu bạn tâm sự. Mà bây giờ nếu lúc đó tuổi con mà ví dụ giờ 80 đi thì giờ con mới có 50 mấy, con đang còn làm việc được, con làm kiếm tiền được, bây giờ con bỏ hết con đi về quê con ở để mà nói chuyện với ba với mẹ thì nó cũng hơi còn bị hơi. Thì đúng rồi, đó. Không được. Nhưng mà nếu mà không như vậy thì con ở Sài Gòn con cũng không cảm thấy thoải mái, vì mình luôn luôn nghĩ là mình bất hiếu. Ba mẹ mình đó mình không lo, mình ở đây mình lo thì nó cũng khó. Thì đó thì... Cho nên có nhiều người người ta nói rằng cái người lúc cha mẹ lúc trẻ khỏe thì cứ mình cứ phụng dưỡng và làm theo ý muốn của ba mẹ. Nhưng đến một lúc mà ba mẹ không thể tự chủ được, không thể tự lo cho mình được, thì người già nên nghe lời của con cái để giúp đỡ cho con cái, để con cái nó yên tâm, nó làm việc mà nó cũng tròn được cái chữ hiếu, đúng hay không? Đúng, đúng, mà ở cái chỗ này, đó là nghĩa là khi đó người cha mẹ đó không còn minh mẫn nữa, yếu tới nỗi không tự là làm được cái gì hết và đầu óc không minh mẫn nữa, thì cái đó con cái cứ làm theo ý mình và cha mẹ khi đó bất lực, dùng cái từ như vậy đó. Người già đó, những cái tình cảm của một con người sống cuộc đời là gì, ngoài những người thân ra, có con cái ra thì còn có cái cảnh nhà nữa. Các bạn phải hiểu cái quê hương, cái cảnh nhà, cái nơi có biết bao nhiêu kỷ niệm cha mẹ của họ sống đó, anh chị em con cái một thời trai trẻ sống đó, họ nhìn cái gì họ cũng nghĩ tới tất cả những cái quá khứ nó hiện ra. Cái hạnh phúc là ở chỗ đó. Có thể người ta sắp chết rồi, nhưng mà đưa người ta ra khỏi chỗ đó, người ta cũng rất là buồn. Tại vì người ta không được nhìn những cái cảnh quen như vậy nữa. Có thể chút nữa chết, nhưng mà phải nhìn những cảnh quen rồi chết rồi. Đó. Đúng lại là người già là sống và chết cũng muốn ngay cái quê hương của mình, đúng không? Đúng. Đứa con có hiếu phải tạo điều kiện cho họ càng sống được ở quê hương nhiều chừng nào tốt hơn đó. Thỉnh thoảng về thăm, được thì về một người cho tốt để bầu bạn. Nhưng mà cái đó là do phần phước nữa. Nhiều khi thuê không được, thuê nhầm cái người mà cứ buồn buồn làm cái gáo gọi cốc. Tôi cũng có thấy. Với lại khi già rồi á, mình
con mới gửi cho 3 triệu cầm nói mình nhét chỗ này nghe. Mình thử vòng quanh cuối cùng thấy ai hết mình nhét. Ai về nó đứng nó rõ mắt nó nhìn nó thấy con mình không thấy nhét trong mắt lũ. Cho nên á là để cho mọi người tại sao hôm nay mà Tường mời ba Tường nói cái chủ đề này. Đây cũng là một cái chủ đề tranh cãi và Tường nghĩ là bản thân Tường thì vướng vào, gia đình Tường vướng vào thì rất nhiều gia đình sẽ vướng vào cái tình trạng này. Đây mình không nói những đứa con bất hiếu mà mình nói những đứa con mà luôn hướng về ba mẹ thì luôn luôn là băn khoăn, băn luôn luôn trắc trở và suy nghĩ là bây giờ ba mẹ mình mà đang dưới quê thì như thế nào. Chứ còn nếu mình lớn lên mình sinh sống, mình làm việc ở quê, mình phát triển ở quê, mình sống với ba mẹ mình thì nó dễ rồi. Nhưng mà có những người người ta làm việc xa xứ và người ta ở cái nơi khác thì làm sao mà vừa tròn công việc rồi cái cuộc sống mà vừa báo hiếu cho ba mẹ của mình. Thì ta nói là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh là tùy cái phước đức của mỗi nhà. Nói vậy thôi, thật sự là cũng cái người già không biết chết lúc nào. Đừng nói người già, người trẻ cũng không biết chết lúc nào. Không ai biết được là mình chết lúc nào để mà sắp xếp. Có nhiều người sắp xếp hoài nhưng mà không chết. Ví dụ như bà cô, bà sơ của Tường ngày xưa là mới tám mấy tuổi mà quế mua cái hòm để trong nhà. Mua hòm để cũng nhường lại cho con. Mà mua hòm hoài rồi tới hả bà con chết rồi con chết mà cuối cùng cái người đó vẫn chưa chết. Cho nên là ý của ba Tường á, là mình người già mình nên kỹ tính, mình cũng đừng có xài hoang phí, mình đừng nghĩ là thôi trước sau gì cũng chết, ăn hết đi. Mà đối với đây thì người miền Trung cho nên là cũng phải tiết kiệm đến cái giây phút cuối cùng. Đó là ý là như vậy để mà mình tích cóc phòng cơ để tuổi già có gì mà còn sử dụng. Mà ý ông nói là ông có thể, ví dụ con cái không có lo được thì cũng có thuê cái người ở chung, đó là như vậy. Còn đối với người giống như mình là người ngoài, mình cũng không nên phán xét một cái hoàn cảnh của ai đó. Mình cũng không nên nói là đứa con nó có bất hiếu hay có hiếu hay là gia đình nó vô phước. Tại nhiều khi đứa con nó rất có hiếu nhưng mà cái hoàn cảnh nó không thể nào. Thí dụ giờ trường hợp giờ giống như ba Tường mà ở Việt Nam, nhưng bây giờ ba mẹ Tường mà mất đi, bây giờ có hai đứa con à, thằng em trai Tường nó ở Úc thì làm sao nó về Việt Nam nó ở được, đúng không? Còn như Tường lúc đó, ví dụ như Tường có chồng rồi đi, bây giờ chưa có chồng thì có thể là Tường sẽ về Tường ở với ba mẹ Tường, đúng không? Nhưng mà bây giờ rủ Tường có chồng đi thì Tường cũng phải ở với chồng, mà chồng nó không chịu về quê mình cũng đâu có thể mà như vậy được. Cho nên là ăn thua là cái phước đức của mọi người, và cái hiếu đạo là để trong đầu, để trong tim, chứ cũng phải nói ra bằng cái miệng. Nói mà người dù mình thấy mình có hiếu mà ba mẹ mình không có cảm thấy là con cái có hiếu, không cảm thấy con cái hạnh phúc thì thật sự mình cũng chưa có hiếu. Tôi là tôi, lúc nào tôi cũng tự hào, tôi hay khoe, tôi nói tôi được cái tôi rất có hiếu. Còn mà có hiếu hay không là phải tùy thuộc vô ba của tôi cảm nhận. Bây giờ sẵn phóng vấn luôn, theo ba là ba thấy là con của ba, con nói thiệt câu thôi, tới 70 tuổi thì ba có cảm thấy là ba là có con có hiếu không, hay là bình thường, hay là có gì không hài lòng? Phải nói là cảm ơn trời Phật, kể nghe là cảm ơn trời Phật và phúc đức của gia đình. Cho nên mình tuy là ít con nhưng mà hai đứa phải mà cũng cưng chứ, thương từ nhỏ tới lớn, mà may là không có đứa nào hư hỏng hoặc là nó giống như nó trở nên là không tốt khi nó gặp trưởng thành. Và vì vậy thì mình cũng không phải là mình mong con mình nó thành đạt quá để mỗi tháng nó chu cấp cho mình hoặc nó phụng dưỡng cho mình một chút để mình sống, không mong. Tại lúc mình trẻ mới có 50, 40, 50, 60 là mình đã lo rồi. Mình lo có nghĩa là lo tới nỗi rằng nếu con mình sau này nó không thành đạt, mình vẫn có cái gì đó để mình giúp con, cho con nó vẫn có thể sống. Đó. Cho nên tới bây giờ thì nhờ cái phần phước đó thì con cái của mình á, giống như con gái rồi con trai ở bên Úc, thì tuy rằng là nói thành đạt có đúng không, thì thôi vậy qua như cũng gọi là cũng tạm gọi là thành đạt và phần phước. Nhiều bạn bè của mình á luôn luôn nói mày sướng quá, và mình cũng cảm thấy tự hào là như vậy. Rất thứ nhất là rất hiếu, thứ hai là không bao giờ giống như nghịch tử, người ta dùng cái từ vậy không, khi nào cũng vậy. Và nó cũng học theo được cái tính của nề nếp của gia đình là đối xử với người trên, người ngoài là luôn luôn là rất là tốt. Thì mình cảm thấy đó là niềm vui và cảm thấy như vậy là đầy đủ rồi, sung sướng rồi. Để dành tiền cũng có, mà không phải để dành cho riêng mình, để dành luôn cho con mình nữa đó. Nhưng mà giờ ngang đây con mình nó có tiền, nó giúp mình thì mình ok, tiền mình vẫn tiếp tục để dành. Ngon lành, có tiền đó, có tiền ra, có dòng tiền. Tôi đang suy nghĩ tôi sống tới 110 tuổi vẫn còn tiền. Đâu có tài đâu. Đúng rồi, không dài.
Thì chưa trả lời câu hỏi chính là giờ có thấy con có hiếu hay là con chưa? Nói, con nói vậy tự hào là tự hào với người ta là sung sướng như vậy là biết là nó khen là có hiếu rồi. Đó. Đang tự hào. Tại vì tiền xài không hết. Không phải là không hết như sao mình ít xài. À, có tiền cái tự nhiên cái tháng này cái tự nhiên cho bà mẹ nhiều đó tiền. Ví dụ dùng cái từ vậy đi cho nó thăng mặt. Cái mình nhét túi cười hì hì. Mới đầu nhà nhận thấy mắc cỡ nha. Nhưng mà bây giờ nhét vô cười hì hì. Tháng đó là thay có cái máy gì đẹp mua đồ gì chơi thôi chứ còn thiệt ra ăn uống cũng không bao nhiêu. Số tiền mà con cái nó cho như vậy thì cuối tháng nó vẫn còn dư, nhiều khi là dư một nửa. Mà dư thì mình làm gì, mình cũng không xài gì, không cố gắng để đi xài bậy. Đương nhiên vậy rồi thì nghĩ con nhiều khi cũng có giúp một ngày người khó khăn, giống như là bạn bè khó khăn, hoàn cảnh nó khổ hơn mình, nhiều khi đưa nó một ít để nó uống cà phê hay là phụ cho nó chút thuốc men. Nhưng mà vậy thôi, tôi cũng còn dư để vô đó. Tôi nhét vô sổ tiết kiệm hay mua cái gì vân 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 vân. Và cuối cùng thống về năm nay qua năm khác cái coi lại cái số tiền đó nó cũng có phình ra to to ra nha. To tới nỗi mấy chục năm không biết nó phình cỡ nào cũng mua được miếng đất nữa. Vậy đó. Là vui rồi đó. Nhưng mà rõ ràng là không? Rất là khó khăn cho những người con. Những người già cũng rất khổ mà những người con cũng rất khổ nha quý vị. Và cụ thể là đó, mới vừa hết dịch, mới vừa rước lên chơi đúng 3 ngày bây giờ rồi về. Đó, thì bây giờ cũng phải vì vui lòng ba mà cũng phải đưa cho ba đi về quê. Cho ba muốn cái gì, nói chung là con cái ở cái tuổi mà mình còn ba mẹ mình là còn khỏe mạnh thì mình nên là phụng dưỡng, nên báo hiếu bằng cách là người già thì người ta muốn cái gì mình nên đáp ứng theo người ta. Chứ mình đừng có nghĩ rằng là cái điều đó là tốt. Đôi lúc bản thân mình thì mình thấy điều đó là tốt. Nhưng hôm nay khi mà quý vị nghe cái ý kiến của cái người già thì mọi người mới hiểu rằng người già họ có những cái suy nghĩ khác. Họ có những cái mà đôi lúc trẻ mình không có hiểu được. Và mình cứ áp đặt bắt ba mẹ mình phải làm theo ý mình thì nó chưa có thể, nó chưa gọi là đúng ý của người già. Đó, thì cho nên là đối với phong cách của Tường là sao? Nói chung là cứ nghe ý kiến của ba mẹ muốn như thế nào thì như thế đó. Nhưng mà cũng có những cái mình cũng phải có góp ý rồi mình cũng phải thuyết phục. Ví dụ như là ok, ba mẹ ở dưới quê cũng được. Nhưng mà ví dụ là ba mẹ đã quyết định là không đi Sài Gòn thì phải để cho con cái sửa nhà, sửa cửa lại ở dưới quê thì cũng là cái đó. Để cho chi vẫn sống trong cái miếng đất đó, cái ngôi nhà đó, cũng không gian đó, có vườn, có cây, có cảnh. Nhưng mà những cái sinh hoạt cá nhân thì nó tiện lợi một chút, cho nó mới một chút. Thì cái đó ba mẹ cũng phải nên chấp nhận để tạo điều kiện cho con cái nó có cơ hội, nó báo hiếu. Thuyết phục hoài cho tôi sửa đặt cái nhà dưới quê xây lại mà mấy năm nay vẫn chưa cho. Đó, thì nhân đây cũng nói luôn là từ từ suy nghĩ đi. Tại vì sao? Bây giờ mình mới nói lý do tại vì sao. Thứ nhất, đã nói rồi, cần thấy cái cảnh quen, cần thấy cái kỷ niệm. Thì quen, chứ thường. Không phải cần thấy một cái gì mới mẻ hiện đại. Nhưng mà rồi bây giờ sức khỏe thì càng ngày càng yếu. Mà không, nhà thì nó cứ thui, túi mù mà nó phòng ốc rồi đi rồi. Còn già thì tóc rồi đụng rồi sức đầu nẻ tráng rồi gãy tay gãy chân. Con cái đi đây đi đó thấy cái này hiện đại muốn ba mẹ vân vân. Nhưng mà cái cảnh này qua năm khác nó dài dài. Từ cái hồi bà nội còn sống, từ cái hồi mình còn trẻ, cái chỗ đó nó như vậy. Bây giờ tự nhiên đi hết lên mới, ok. Nhưng mà mất cái cảnh quen mệt. Bây giờ cái cuộc sống mỗi người nó phải mỗi ngày nó phải phát triển mà mình. Rồi bây giờ đó là lý do thứ nhất mất cảnh quen. Lý do thứ hai, có cần thiết phải tốn một số tiền khá lớn như vậy không? Trong khi đó nhiều khi con cái mình bây giờ nó thương mình nó nghĩ vậy, nhưng mà số tiền đó đối với nó không phải nhỏ. Hoặc là có thể cho là hơi nhỏ đi, nhưng mà đối với mình quá to. Mình nghĩ rằng thôi để đó, mai mốt có thể nó xài trong việc của nó, cho con cái nó, cho em út nó, vân vân. Đó là hạnh phúc của mình. Không phải làm cái nhà cho mình là hạnh phúc đâu, con đừng có tưởng. Nhưng mà đôi lúc cũng phải dĩ hoài, di quý trong nhà, phải có bàn bạc để làm sao vừa thỏa mãn cái người già mà cũng vừa thỏa mãn cái người trẻ. Tại vì sao? Con cái nó sẽ về đó nó chơi nhiều, rồi cháu nội cháu ngoại nó cũng về. Tại vì ông bà quyết không đi thì đương nhiên con cái nó phải tụ họp về. Mà bây giờ cái nhà cũ nó sụp sệ, nó tối thui, nội quay YouTube đăng lên cái thiên hạ vô, trời ơi cái nhà của các tường ở dưới quê gì đâu mà đồ đạc tùm lum đó. Hồi đó có quay cái clip đăng YouTube rồi, người ta vô ta bình luận, người ta chửi các tường, người ta nói trời ơi cái nhà gì mà thấy gớm. Nhưng mà thật ra không phải là thấy gớm, mà tại vì ba Tường muốn để như vậy, muốn cái kho như vậy, chỗ này đồ đạc chỗ kia đồ đạc, đó là ý của người lớn tuổi. Cho nên mình đừng bao giờ mình phán xét chuyện người khác khi mình không biết. Không phải là tôi không có đủ khả năng đập cái cũ xây cái mới hay sắp xếp cho nó gọn, mà tại ba tôi không chịu. Tại vì khi ông giấu đồ, giấu đạc, giấu tiền, giấu bạc gì đó đó, bây giờ tôi về tôi đập thì nó lòi ra, hiểu không quý vị? Cho nên
mình phải lắng nghe ý kiến của người già. Tuy nhiên, nhưng mà càng ngày ba sẽ càng yếu đi, bớt cái công việc lại, phải giữ gìn sức khỏe, uống thuốc uống men đầy đủ, rồi lo con cái về thăm, và cũng phải lâu lắm cái gì mà nó hợp lý thì cũng phải nên đồng ý chấp nhận để con cái nó cảm thấy nó thoải mái. Giờ mấy mốt cháu chắc về chơi cũng phải có chỗ cho nó ở chứ. Thì đúng rồi, con cái thì luôn luôn muốn cho cha mẹ mình sung sướng, muốn có một cái tiện nghi tốt hơn, một cái khung cảnh đẹp hơn để được hưởng phước. Đúng rồi. Đó là con cái đối với ông bà cha mẹ. Nhưng bây giờ bản thân ông bà cha mẹ lại suy nghĩ muốn cho con cái mình giữ cái số tiền đó, nó còn lo cho con cái nó, lo cho em út gia đình nó, biết đâu cái hậu mai mốt nó còn nhiều chuyện lắm rồi sao, là rồi không chịu sửa nhà đâu cái gì tốt thì bây giờ người nhỏ lo cho cha mẹ, người lớn lo lại cho con cái, chuyện nó bình thường rồi. Thì phải thông cảm chứ, ở vậy thì con cái phải lắng nghe cha mẹ. Cha mẹ không muốn là muốn thương con cái mà bây giờ con cái nó cứ cãi hoài, vậy là không cho thương nhỉ. Ê bạn, bỏ tay giờ tới tôi là ai đúng ai sai cái gì đó. Ba tôi muốn ở y vậy, muốn trong cái nhà cũ kỹ nó sụp sệ vậy. Bây giờ tôi thì tôi muốn về xây sửa lại nhà, tôi đồng ý cái vé đầu tiên là cho ba mẹ vẫn ở tuổi già, vẫn ở dưới quê, còn con cái có hiếu thì nên sắp xếp để mà thường xuyên về thăm cha mẹ. Cái vé đầu tôi chốt, nhưng cái vé sau là cái vé gia đình tôi đang tranh cãi 2 năm nay, là bây giờ có đập cái nhà cũ xây cái nhà mới hay không. Mọi người xin cho tôi một cái ý kiến công tâm là ba tôi đúng hay là tôi đúng. Đó, lão gia năm nay của tôi là 60 tuổi, 70 tuổi. Dạ, lão phu nhân nhà tôi cũng 70 tuổi luôn, nhưng mà không có thích lên sóng, có mình ba tôi chịu lên sóng thôi. Xin mọi người cho những ý kiến nha. Nhức đầu quá, uống hết đi cà phê xanh luôn, lần đầu tiên ghi hình uống hết mà chưa được cái đúc kết nữa quý vị. Còn nói hoài là ổng nói với ổng tới sáng, không bao giờ mà đã mướn người tới vẽ rảnh vẽ rồi nha, mà bây giờ ổng vẫn chưa chịu cho làm. Tôi tức. Đề tài này lớn lắm, trời dài lắm, chứ không phải vậy đâu. Rồi thôi, phải... nói muốn gớt nước mắt mà cũng không được. Có một câu, có một câu nói bất hủ của mẹ tôi, nghe không? Em tôi nó đón mẹ tôi đi hưởng phước, dẫn qua tới bên Mỹ. Nó dẫn đi Hawaii, nó cứ đi theo, nó quay phim cho mẹ đi trước để nó trả hiếu. Bà đi lủi thủi cái mặt mà tôi dòm bên đây, tôi quay phim mà tôi thấy buồn rồi. Cuối cùng má tôi qua, đáng lẽ là qua chơi một lần 6 tháng mà mới qua chừng tháng, cái bà nói con mà có thương mẹ, con trả hiếu cho mẹ, con mua vé cho mẹ về. Thằng em tôi nó gọi điện về liền, tôi nói cho về đi. Tôi lớn hơn nó nên tôi biết. Đấy, vừa hết Covid tôi xuống Vĩnh Long, tôi rước ba mẹ tôi lên đây, tại vì 3-4 tháng xa cách, lên đây chơi có 3 ngày, ông cứ kể câu chuyện bà nội tôi hoài, cứ nói mé mé hoài, tụi con có hiếu thì đưa ba về quê đi đó. Rồi bây giờ là ngày quay bữa nay thôi, ngày mai đưa về quê nha quý vị nha. Thôi kết thúc tại đây, nói nữa nó tới sáng mai chưa hết câu chuyện, trên nó dài quá, dài quá rồi không biết cắt ở đâu luôn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, xin cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị nha. Cần bình luận gì, nhà tôi có đủ 3 thế hệ, muốn tin tôi cho tin, muốn trung tôi cho trung, muốn già tôi có người già luôn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ủng hộ YouTube của Cát Tường nha. Mọi chi tiết quảng cáo xin vui lòng liên hệ 0903 600 277 hoặc liên hệ trực tiếp với Facebook Nguyễn Trí Cát Tường có dấu tích xanh chính chủ mọi người nha.